Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và anh Vương Mùi về cái thời sự của Hoa Kỳ và thế giới thưa quý vị. Xin chào anh Mùi Thiên, Happy Father's Day. Happy Father's Day, Nguyễn Xuân Nam. Thưa tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính chào đến quý, quý vị khán thính giả của phương hình Việt Nam cùng dũng Nhật Bảo Cali Today. Xin mời anh, thưa anh. Rồi, anh muốn bắt đầu tin gì đây? đó uh, khi nãy uh, cái, um, buổi nói chuyện trước mình đã nói với phát tới đây rồi ăn hả từ đây cho mình vào uh, những cái tin tức của Hoa Kỳ uh, thưa quý vị thì bây giờ tin tức của Hoa Kỳ thì ngày hôm nay cũng có uh, nhiều đó uh, thì như là một cái dân biểu uh, mà quý vị thấy thường hay nổi đình nổi đám đó là bà Major Tyler green <laughs> thì uh, vừa rồi thì bà bây giờ là bà cáo buộc ông Fauci Fauci là ai là quý vị biết tức là ông là, là giám đốc viện gì ứng và bệnh truyền nhiễm của quốc gia mà đó là ông Anthony Fauci lên và lên án và báo cáo buộc ông ta như thế nào đó là bản tin thứ nhất bản tin thứ hai nữa thưa quý vị thì quý vị cũng biết là cựu tổng thống Trump khi mà ông nói thế này thì ngày mai ông nói thế, thế khác và ông nói những gì thì ông luôn luôn chối à, cãi cái, ông Trump là có cái 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 cái, cái, cái tật như vậy Nói tức là những cái gì mà ông đều, đều những những cái gì ông đều phụ nhận ở trơn á là ông bao giờ ông nói thật và có một cái điều ông nói thật á là cái cuộc Murali ở dưới Las Vegas ở dưới sông Nam thì trời nắng quá trời đất như vậy thì là mọi người đến để mà ủng hộ ông á thì ông cũng ông cũng cuộc khe là những người đến dự uh, buổi rally của ông thì ông cột khe sức khỏe người ta mà ông kịp khe là là vấn đề là làm thế nào là bỏ phiếu cho tôi mà thôi à, đó là ông nó ông là tốn tốn của khé là vấn đề sức khỏe của quý vị đâu làm sao quý vị bỏ phiếu cho tôi mà thôi đó là cái lời nói chân thật của ông anh Nguyễn Xuân Nam rồi thì quý vị biết rằng là nếu những ai mà theo ông Trump á anh thì cũng là tặng giá bài sang là thân bài danh liệt hết trơn á <laughs> nhiều như vậy anh Nguyễn Xuân Nam và bản tin cuối cùng là tội hôm qua à, tổng thống Joe Biden và đồng thời là có sự uh, hỗ trợ của cựu tổng thống Barack Obama nữa đã huy động được 30 triệu Mỹ kim tại một cái sự kiện ở ở LA, là trong rất hào nhỏ trong một đêm mà thôi mà kiếm được 30 triệu Mỹ kim anh được năm thì đó là nhận tin của ngày hôm nay thưa anh. Ừ. Bây không bây bây mất anh thấy... có tin gì uh, uh, mới breaking news của ngày hôm nay không thưa anh? Dạ, yeah. cái tin mà nam mới tính nói thì anh đã nói vừa nói rồi là ừ. ông Biden bay sau cái bay từ uh, ý Bây vào tham dự hội nghị G7 đó anh thấy không? Nó ừ. bay về cho kịp cái quỹ gây quỹ tại Hoa Kỳ để gây quỹ kỷ lục hình như 28 tỷ đâu phải 30 tỷ mà 28 triệu đâu phải 30 triệu mùi. 30 triệu thế anh Dạ. Yeah. Giờ hôm qua thì bận tin đó, đưa 28 triệu Nhưng bận tin sáng hôm nay là mới nhất là 30 triệu thế anh Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ mình nói bận tin này trước hả Dạ mời anh trước. Dạ. Ờ, thưa quý vị thì hôm tổ hôm thứ sáu thì tổng thống Joe Biden rồi hội nghị thường đỉnh ở nhóm G7 ở Ý đó đó là một một cuộc họp thường đỉnh ở Ý à, với các nhà lãnh đạo quốc gia ở phương Tây đó, ở tập trung để giải quyết vấn đề gì Cái thứ nhất là vấn đề là toàn cầu à, trong đó là có về thương mại này là vấn đề kinh tế này và thứ ba là về an ninh mà quý vị biết là cái hội nghị thượng đỉnh và cái nhóm G7 này ấy, đáng lẽ trước đó là G8 chứ không phải là G7 nhưng sau đó cái nhóm này loại bỏ Nga ra là còn là G7 mà thôi phải là Nguyễn Nam anh còn nhớ đúng, không đúng, 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 đúng thì sau khi mà Nga bị loại ra rồi tại vì Nga chết xấu quá thế là đó cái nhóm này loại loại Nga ra là thế mà cựu tổng thống Donald Trump đó, cũng làm thế nào để đưa Nga trở vào loại nhóm này nhưng cái nhóm này dứt khoát là không chấp nhận Nga nữa bây giờ còn lại là nhóm gọi là nhóm G7 mà thôi, đáng lại là nhóm G8 thưa quý vị. Thế như vậy thì khi mà tổng thống Joe Biden và họ và các nhà lãnh đạo các quốc gia phương Tây của nhóm G7 này ấy, là giải quyết vấn đề toàn cầu chứ không phải cho cho đất nước Mỹ hoặc là cho các nước mà trong nhóm 7 này mà thôi, toàn cầu ở trong đó có châu Á, châu Âu và vân vân. À, những cái, cái, cái mục để mà giải quyết như thế nào là thương mại này thương mại như thế nào thương mại phải là phải công bằng đặc biệt là trong cộng là anh Nguyễn Xuân Nam trong cộng là chơi chơi vấn đề thương mại bao giờ là, là họ công bằng là trước anh Nam các lời thể về trong cộng nhiều hơn và đồng thời họ là lương lẹo nhiều hơn bởi vậy do đó khi mà nhóm suy bảy này đưa ra vấn đề nhận được quyết định đó cạnh tranh thương mại phải có cạnh tranh mà cạnh tranh phải cạnh, cạnh tranh phải công bằng Đã. không được ăn cắp không được là cướp quyền này các vân vân cái thứ hai kinh tế nữa bây giờ kinh tế không phải là kinh tế của một đất nước nào mà kinh tế toàn cầu nếu như là một kinh tế của Mỹ bị sụp đổ chẳng hạn hay là một kinh tế của một đất nước nào trong khổ G7 này hoặc là kinh tế của một đất nước nào trong à, à khối liên liên minh châu Âu chẳng hạn đó mà sụp đổ thì nó kéo theo giống như domino vậy do đó họ phải giải quyết rất rất, là, rất, 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 rất là tường tình như vậy đồng thời vấn đề an ninh quốc gia vấn đề an ninh quốc gia rất là quan trọng thì quý vị thấy rằng là bây giờ hiện tại là hai cuộc chiến một cuộc chiến À, à, là à, nga xâm lăng ukraine à, thế thì bây giờ cuộc chiến bây giờ chưa ngã ngũ đến đâu Vì okay, vị phải thấy rằng là vừa rồi à, tổng thống joe biden cũng xin lỗi tổng thống ukraine là ông Zelensky là vì cái viên trợ của hoa kỳ để trễ đi đó, cho đó có một trợ một, một, vài vấn đề rồi cuộc chiến của israel với hamas nữa mà dự định đó, là ngày 27 tháng 7 thì um, thủ tướng là Netanyahu sẽ đến viếng uh, thăm Hoa Kỳ trong đó có một bài phát biểu ở Quốc hội nữa thì một số dân biểu là dân chủ là họ tại chay họ họ muốn nghe nữa tại vì cái điều này đã xảy ra năm 2015 rồi ông Netanyahu cũng đến uh, ở Mỹ và rồi ông 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 ta dùng cái địa bàn của Mỹ tấn công lại ông Joe Biden về cái vấn đề những cái thỏa thuận của Iran á thì đến bây giờ là cái vấn đề ông Netanyahu này cái cuộc chiến mà à, bây giờ Mỹ cũng muốn là ngân chuyện ở bên đó tại vì gây thương vong cho những người vô tội rất là nhiều đó là một số tại chay và một số bây giờ là bên phía dân chủ thì họ phải xem lại vấn đề này à, mà những cái lời mời á nó gồm có bốn vị ký à, tức là khối đa số và khối thiểu số à, thường viên cộng giống như là hai vị là đa số và thiểu số là hạ viện à, trong đó có đảng dân chủ và cộng hòa đó là cẩn khang như vậy rồi Tổng thống Joe Biden còn cuộc gặp gỡ riêng với uh, giáo, giáo hoàng là Francis, uh, tại bị nhóm học ở Ý mà. Uh, thì sau khi là phi cơ của F1 của uh, Tổng thống Joe Biden rơi qua Ý và dừng lại tiếp nhiên liệu ở căn cứ không quân Maryland và đã đáp xuống Los Angeles vào khoảng rạng sáng thứ bảy. Uh, và ngày thứ bảy tức là ngày hôm qua để gây quỵ thì nghỉ ngơi rồi buổi tối mới gây quỵ thì bộ ghế quỹ trong đó có cựu tổng thống bắc Obama và người dựng chương trình để mở ghế quỹ này đó là ông Jimmy Kimmel Ở tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống bắc Obama thì trong cái bộ ghế quỹ đó thì cộng lên tiếng vẫn cộng tánh tranh cử luôn đó và còn có chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump và đồng thời cũng không tiếc lời ca ngợi những người thành quả uh, chính sách của đảng dân chủ uh, mà ông ta đã đương nhiệm là tổng thống rồi bên cạnh đó có pha và những câu chuyện tiếu chuyện <cười>, cười của cựu tổng thống Donald Trump trong buổi gây quỹ đó thì chuyện tiếu và chuyện cười như thế nào chúng ta sẽ <laughs> lần lượt gửi đến quý vị thì tuy nhiên chỉ trong một tuổi thứ bảy mà thôi ở trung tâm thành phố Los Angeles uh, thì uh, ở đây là một cuộc gây quỹ mà gọi là phá vỡ kỷ luật anh Nguyễn Xuân Nam chỉ trong vòng một đêm mà đạt được là 30 triệu Mỹ Kim à. thì cái người mà dựng chương trình á trong buổi cái quỹ này đó là Kim Mèo là ghi nhận rằng sức mạnh của nền kinh tế quốc gia hiện nay á, là credit cho Joe Biden thì dưới cái định nghĩa thất nghiệp thấp này rồi à, à, anh à, anh có theo dõi thị trường chứng khoán anh Nguyễn số Nam đó, là đó. nó cao liên tục này mà cái điều này là là phản ảnh lại cái câu nói của cựu tổng thống uh, Donald Trump ông nói thế này nếu như mà kỳ này mà tôi không vào được tòa bạch ốc thì quý vị thấy rằng là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ ngay à, <laughs> chỉ có tôi làm được mà thôi Thưa quý vị cái điều cựu tổng thống Trump nói như vậy là sai hoàn toàn là ông tự hào quá mà cái từ tự hào không cổ động cho đầu quý vị thấy rằng thị trường mà chứng khoán thì đến nay là vẫn như kiên ba chứng vậy cái đó nhưng cái tuyên bố của cựu tổng thống Trump đó là ông hù dọa và ông bì dân thôi. Thì dụ như ông nói rằng là nếu như mà tôi cũng đắc cử lần này á, tức năm 2020 á, thì quý vị sẽ thấy rằng đất nước hoa kỳ sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hoặc là trở thành một đất nước cộng sản nữa. Thưa quý vị cho đến hôm nay quý vị thấy những gì cộng sản, những gì về xã hội chủ nghĩa không? Là không. Rồi khi đó thì khi meo thì ông 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 cá người như vậy, ông nói bây giờ thì nghĩa thích nghiệp này rồi uh, uh, thị trường lao động này tốt này rồi những thành tựu khác nữa biết bao nhiêu những cái uh, cái dự luật của uh, uh, ông Joe Biden uh, rồi để nâng cao cái vấn đề mà uh, các cái công ty uh, điện thoại lên này rồi các cái công ty nước ngoài rồi dạy công ẩn trợ về Mỹ này vân vân rất là nhiều lắm rồi kể không hết nữa thì ông Joe Biden cũng nói thế này chúng tôi đang cố gắng cho những gì bình thường và cho những người bình thường có một cơ hội, và cho họ một cái cơ hội. À, ông nói thêm khiếm như vậy. Thì ông Obama nói thêm rằng là Tổng thống Joe Biden, thì trước đây là ông ta là à, Phó Tổng thống của tôi đó, đã xây dựng dựa trên các chính sách của ông ta. À, mà khi tôi còn là Tổng thống, và ông Joe Biden là Phó Tổng thống của tôi, chẳng hạn như là ông mở rộng khả năng tiếp cận về đào luật chăm sóc giả cả phải trắng chẳng hạn, và tăng tài trợ cho các nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu. Đó. Mà hai kỳ dự luật này và hai kỳ dự luật quan trọng này, hai cái đạo luật quan trọng này xin lỗi quý vị, hai đạo luật quan trọng này mà bổ nhiệm cái 4 năm của cựu tổng, tổng đối Donald trung, ông đồ huy bỏ cái đạo luật chăm sóc trả cả phải trắng này gọi là Obama khé đó, năm Nam còn nhớ nè. Và cái nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu là ông bỏ cái 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 thì ông Obama tiếp tục nói thế này ở ờ, trạng thái tốt nhất với chức vị là tổng thống à, nói nói về là ông Joe Biden đó tôi rất tự hào về những gì mà chính quyền Joe Biden đã đạt được và đó là lời nhắc nhở rằng chúng ta không nhất thiết phải bỏ phiếu chống lại cái điều gì trong cuộc bầu cử này thế có nghĩa là, những cái gì mà ông Joe Biden đã thành tựu như vậy á trong đó có những đạo luật Obamacare rồi À, rồi những cái đạo luật là đưa cả cái công ty trở là Hoa Kỳ rồi những đạo luật là hạ tầng cơ sở là vân vân những đạo luật là có ít lợi cho người dân rất là nhiều do đó là quý vị không nhất thiết phải bỏ phiếu chống lại những cái đạo luật này thì có nghĩa là bỏ phiếu cho ông Joe Biden đi à, theo ông Obama nói như vậy nhưng chúng ta có thể tự hào và khẳng định rằng công việc phi thường mà ông Joe đã làm được À, thì uh, ông uh, cựu Tổng thống Barack Obama bồi thêm như vậy thôi, uh, anh ngựa xuống năng. thì bụi gái quỵ tại nhà hát là Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles đã quyên góp được hơn 30 triệu Mỹ Kim. Số tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử mà chỉ kéo dài trong một đêm mà thôi, anh ngựa xuống à. Hàng ngàn người đã ủng hộ trong Joe Biden thì nếu như mà không biết thôi tối hôm qua anh, anh, nam có đi dự không nếu như mà anh đi dự á anh, mua một cái ticket là khoảng 210 đô la mỹ thì anh có cái chỗ ngồi xa hơn khán đài một tỷ. À, còn nếu như mà anh có tiền nhiều hơn một tỷ á, là khoảng là năm trăm ngàn mỹ kim á thì anh có cái, 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 cái vẻ, cái chỗ ngồi tốt đẹp hơn à, gọi là ghế cao cấp đó và đồng thời nếu như mà 500 000 ngàn đúng thế này ấy, là anh có cơ hội chụp ảnh à, chung với hai vị tổng thống đúng à, đúng à đúng là đúng vì cựu phó tổ, tổng cựu tổng đúng thống đúng Obama và tổng thống Joe Biden à, như vậy là 500 000 ngàn quý vị chụp được hai vị tổng thống luôn và sau đó là quý vị dùng được một bữa tiệc à, cùng với tổng thống thế anh người nào à, nếu như, như, như anh có 500 000 mà bây giờ dù anh có 500 000 bây giờ đã qua rồi thưa anh à, thay vì coi như là cựu tổng thống đó cựu tổng thống Trump ở Malaga một cái vé hoặc là 400 trăm ngàn hay là 40 chục ngàn trong đó là có mấy cái vẽ mà một triệu nữa anh của cũng khá cao lắm đó rồi trong đó có ông trung truyền thông đó là Jeffrey là Katzenberg thì ông này là nhà tài trợ lớn cho đảng dân chủ á. và và đồng thời ông cho tôi biết như thế này Ừ, thứ bảy tuần này là trước khi mà cái à, buổi cái quỹ này diễn ra thì ông tiên đoán thế này thứ bảy tuần này chúng ta sẽ chứng kiến một lượng cự tri là tới ủng hộ cho cái cuộc mà uh, fundraising này uh, chưa từng có và sẽ lập kỷ lục à, thì ông ta nói như vậy thì đồng ý thì như vậy rõ ràng sự nhiệt tình và cam kết chân cho cho uh, tổng thống Joe Biden và phó tổng thống bà Harris uh, là không thể không mạnh mẽ hơn được nữa. Đó. Thì quá rồi, ông nói được cũng như vậy là quá rồi. Thì tất cả chúng ta đều hiểu, hiểu đây là một cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Tức là ngày sắp tới đây, ngày 15 tháng 11 á. À, đó là ông trùng truyền thông ông tuyên bộ như vậy. Còn hạng AP uh, đưa tin như thế nào? Ừ, AP thì đưa tin rằng là là anh biết là là thứ bảy á thì cử tổng thống đỗ trâm vận động tranh cử ở Detroit à, thì chúng tôi có cái bài nổi trường Detroit nơi đó là cựu tổng thống đỗ Trump à, nói về cái cử tri người da đen ủng hộ ông như thế nào chúng tôi sẽ trình bày sau thì hãng à, AP thì cũng đưa tin rằng là à, cũng ngày thứ bảy nhưng cựu tổng thống Donald Trump đã vận động tranh cử ở Detroit à, thì nơi đây thì ông cáo buộc à, tổng thống Joe Biden Joe Biden thì làm suy yếu cái nền kinh tế và gây ra làm phát. À, cái điều này cho người ta phản là cái nền kinh tế hiện nay của Mỹ không để nổi chứ mà tệ cho làm ảnh hưởng sang Nam. À, thị trường lao động á, thì có công an việc làm mới. Thêm rồi vấn đề mà làm phát á, thì làm phát thì, ở mức thì không là không có quá cao giống như trước đây nữa. À, thì là dưới 3%. trăm, thì thất nghiệp cũng vậy thôi anh. À, Nói thất nghiệp thì giữ 4%, như vậy là uh, nó, 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 nó quá tốt đối với nền kinh tế hiện tại. À, thì như vậy, là ông Trump đưa ra cái điều kiện đó là không có động thừa thật. Bởi vậy, đó, ông Donald Trump hiện nay ông không có cái, uh, cái, 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 cái lý do, là cái yếu tố nào để mà đánh lại vấn đề cái nền kinh tế của ông Joe Biden. Chỉ có là vấn đề về biên giới, ấy. thì biên giới thì vừa qua thì ông Joe Biden cũng đã giải quyết rồi. Đó. mà vừa qua thì ông cho Biden đưa ra một cái đạo luật rất là khắc khe đó. thì có thể là làm là khó chịu cho những người nhập cư đó. thì tuy nhiên thưa quý vị thì thời kỳ mà anh em chúng tôi ở trại tị nạn á thì sau năm 1988 đến năm 1995 á thì cao ủy có khó đưa ra một cái chứ đó một cái quyết định rất chắc khoát liền đó. nếu như mà người Việt Nam đến các nước thứ ba là chừng đứng ngay và trả về Việt Nam liền hoặc là chẳng đựng ngay và thanh lọc liền nếu ai mà thanh lọc á mà được quý vị thì nào với trình trị á à, ok cho đi mà còn nếu không là trả về việt nam ngay liền thì quý vị thì quyết định đó chỉ cần một hai ngày sau tức là vặn vẫn người vượt biên liền à, thì tình trạng tình ở biên giới hiện nay cũng như vậy thôi và đồng thời là tăng cường các nhân viên sĩ quan uh, di chủ và biên phòng á là thanh lọc nhanh thay vì trước đây 6 tháng chẳng hạn thì bây giờ còn còn rút lại còn khoảng tuần 2 tuần rất là nhanh thôi nếu ai được tới các tiền nạn thì vào mỹ nếu ai không được tới các tiền nạn trả về thì đó là một cách biện pháp mà mà, mà có thể thì cựu tổng thống đô trump thì bây giờ không biết là lý do nào nữa thì bây giờ nhậm đến cuộc chiến ở hamas với israel thì quý vị thấy rằng trong thời gian vừa qua thì cựu tổng thống Đối với Trump thì ông ta giải quyết vấn đề cuộc chiến như thế nào thì quý vị đã nghe rồi ôi đối với cuộc chuyện đối với tôi rất là dễ thôi chúng tôi giải quyết trong một tất tắc là bốn tay là giải quyết xong rồi à, mà nhưng cái điện kế hoạch là bây giờ là chính sách như thế nào là kế hoạch như thế nào thì ông ông ta không trả lời không biết là anh anh nghe câu trả lời của cựu tổng thống trong Trump anh Nguyễn Xuân Lan ờ, mời anh nha yeah. à, đó thì, thì cựu tổng thống trong Trump không có câu trả lời giải quyết vấn đề cuộc chuyện như thế nào anh chỉ có đem đem đem, đem được Ukraine mà dân trong nga có là, là, là cả trắng thì như vậy giải quyết nhanh thôi rồi bây giờ những người phát phật ngôn nhân chiến dịch trách cử của ông Trump á là, là Carly cho biết rằng ông Joe Biden hiện đang gây quỹ ở Las à, với những người mà nổi tiếng thuộc tầng lớp thường lưu Hollywood <laughs> ông cho như vậy thì có nghĩa rằng thì ý cái phát, môn ngôn nhân chuyện dịch của ông Trump nói rằng là à, ông ông Joe Biden à, thì bây giờ là ông vẫn có những người mà nổi tiếng ủng hộ cho ông như vậy không đâu những người nổi tiếng như ai Jason uh, Bateman là Catherine Haas là Jack Black hoặc là Barbara Streisand đó uh. uh, uh, rồi bên cạnh đó thì khi mà cuộc tranh cử như vậy thì quý vị, right right quý vị thấy rằng là quý vị thấy rằng là coi như là tổng thống uh, Joe Biden rồi giống như cựu tổng thống Barack Obama cũng có một vài trò đùa nhỏ 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 bây giờ tôi, đưa những cái trò đùa nhỏ nhỏ để cho quý vị nghe này à. khi mà ông khi mèo thì ông ông nói thế này chúng ta hãy nhớ về cái đại dịch đó à ông Trung đã nói rằng oh, ok cái đừng lo lắng gì hết á chỉ cần chích một chút thuộc tại thôi à, tức là nó có như là covid 19 nó đi hết á <laughs> kiểu như vậy anh còn nhớ cái nam ví yeah. dụ thuộc tại á à, thì ông ông bay đây ông ông hài một tỷ như thế này ông cho bay nói à, đúng rồi thì nó có tác dụng chứ nó có tác dụng với ông đó nó trống á và nó tạo cái tạo và nó nó có tác dụng cái mọc tóc của ông ta <laughs> nó, phải, nó còn thực ra nó có tác dụng covid mười chín đâu anh ừ à, đó, đó, là đó là trao đùa một chút đó đó rồi sau đó thì ông Joe Biden ông, ông nghiêm túc ông nói thế này với quý vị lưu ý thế này này cái covid 19 chín à, đáng lẽ đó là không xảy ra đến hàng triệu người một triệu người chết như vậy đó. do đó quý vị thấy rằng là nếu như mà chẩn đựng sớm đó, là bằng cách đơn giản những đeo khẩu trang này rồi cách ly này kia nọ này ở chỗ đó chúng ta không có thể ra để một triệu người chết như vậy Đà, thì đó là, đó ông hà mỹ cũng nói là cựu tổng thống cựu tổng thống đó trong thời kỳ đó đó à. rồi covid 19 sau nữa thì ông nói thế này quý vị còn nhớ rằng covid 19 nó tác động tiêu cực sâu sắc đến nền kinh tế của mình lắm thì như vậy quý vị trải qua trong thời covid rồi quý vị biết rồi nó có tác động tiêu cực sâu sắc đến cái thái độ của người mỹ nữa như vậy không đâu À, ông nhận mạnh như vậy à. một trong những điều mà tôi rất tự hào là khi mà tôi đi vào tòa bạch ốc là tôi được chấm dứt tôi chấm dứt và ngăn chặn được cái đại dịch ngay ngay liền à. thì à, bây giờ khi mèo nói thêm một một, một 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 cái chuyện tiểu nữa là ông Barack Obama nhảy vào này ông Kim mèo thế này ô đúng rồi, tôi nhớ lại cái tình trạng thời kỳ đó là thiếu dậy vệ sinh rất là trầm trọng. Trong tuần đầu tiên xảy ra đại dịch, Không việc anh Nam cũng nhớ với thời kỳ đó là người ta đua nhau đi mua dậy vệ sinh này. Dạ. À. Rồi cái tổng thống nói thế này, câu chuyện ông Trump ấy ông hứa hẹn rằng ông sẽ làm cho đất nước vị đại trở lại. Và điều tiếp theo là bàn việc đây là chúng ta sẽ là khi nào là được vị trở lại đó mà không có là dậy vệ sinh thì bây giờ chúng ta lại gì để mà 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 đi vệ sinh đấy thì chúng ta sẽ lấy cái, những cái phong bì á à, cái phong 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 bì mà bỏ thư đó quý vị à, thấy do là giấy vệ sinh à thì, thì, ông khi mà ông nói như vậy thì ông Obama thì ông cười và ông xem vào <laughs> đó có phải là cách ông dùng phải là ông Jimmy <laughs> nên là ông nói Jimmy có như là bây giờ là ông có giấy vệ sinh ông dạy ông lại bi thư ông ông ông, ông dùng phải không à thì thì, thì, thì đó là vấn đề những những cái cái trò đùa cực 1 một để cho cầu hội trường nó vui vẻ đó nhưng nhưng dù sao đi nữa thì thì cái điều này cũng là, là một số cũng hơi không khó chịu một tí rồi ông Kim ông đề cập đến thế này ô cái trong thời kỳ đại dịch đó tôi có con trai à không phải trong kỳ đại dịch thì trong cái, cái thông thường á à thì cái vấn đề mang chuyện về bảo hiểm y tế đó quý vị thì ông Kim Mel khi mà đề cập đến bảo hiểm y tế thì ông Kim Mel thế này à, tôi có cậu con trai nhỏ tên là Billy đi à, cầu cậu bé là cần phải bao cuộc phẫu thuật tim hở vì thật bẩm sinh á à, thì bây giờ ông ta đặt câu hỏi là là tại vì ông Barack Obama có tên trong cái đạo luật đó à, thì ông hỏi là ông Barack Obama, Ủa là tại sao đảng Cộng Hòa họ muốn hủy bỏ hay lật ngược cái đạo luật chăm sóc sức khỏe giả dạ, phải chăng này hay còn được gọi là Obamacare mà trong đó có tên ông, ở, ở trong nữa là, là ông Barack Obama. À. Thưa à, quý vị, vấn đề mà Obamacare thì chúng ta cũng đã biết rằng à, Tổng thống Joe Biden, là ông ta cho biết là những nỗ lực của ông á, là làm thế nào cứu vạn và giữ cái Obamacare này rồi bên nỗ lực của bên phía đảng cộng hòa đặc biệt là cựu tổng đối trung, tức là họ tìm cách là bỏ là loại bỏ là cái chính sách mà chăm sóc sức khỏe giả phải chăng này đi à, quý vị còn nhớ khi mà tìm cách hủy bỏ như thế này á thì người ta hỏi bên phía đảng cộng hòa và cựu tổng thống trung có một cái chương trình gì để thay thế cho chương trình là obama này hoặc là chương trình là chăm sóc sức khỏe giả phải chăng á thì họ không có họ không có một cái, 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 cái phương pháp họ không có một cái chương trình nào hết à thì à, à, khi mà được hỏi như vậy á thì ông Obama Mau nói thế này à, tôi chưa bao giờ bận tâm đến điều đó mà tôi phải nói như vậy tôi rất vui khi gọi nó là Obama Care vì sao vì giúp cho hàng triệu người ít nhất là 20 triệu đến 30 triệu người họ không có bảo hiểm sức khỏe và nhờ cái bảo hiểm Obama Care này mà họ có sức khỏe đó à, ông ta nói vậy. Đó, thì tôi thực sự không hiểu đó là một sự xúc phạm như thế nào khi mà cựu tổng thống Trump và bên phía đảng cộng hòa họ tìm cách họ hủy bỏ cái cái cái, cái đạo luật Obama này đi đó. thì có phải đây là chính trị nó xem vào cái sức khỏe của con người hay là không à đó thì thưa anh Nguyễn Xuân Nam thì đó là một vài chi tiết của tối hồi hôm à, tổng thống Joe Biden là phu nhân của ông ta là bà Gio, đồng thời có cựu tổng thống Barack Obama uh, gây quỷ ở uh, Peacock, tức là một khách hàng rất là lớn ở Los Angeles và thu được khoảng là 30 triệu Mỹ Kim. Đây là một một, cái gây quỹ rất là chấp nhỏ, mà một số, có một số tiền rất là kỷ lục thưa anh. Ừ. Như vậy đây là kỷ lục của trong đảng Dân Chủ Nhưng mà so với kỷ lục của ông Trump vừa rồi đó trong cuộc gây quỹ tại nhà ông ta của một đêm mà tới 55 triệu thì ừ. nó nó là kỷ lục của của tất cả những cuộc ứng cử viên tổng thống ừ. kỷ lục của ông Biden tối hôm qua là kỷ lục của đảng dân chủ ừ. thì đó nhưng mà tới giờ này thì ông quỹ còn lại trong trong cái sổ trong két sắt của ông 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 lớn hơn nhiều so với ông Trump cho nên ừ. cuộc chạy đua sắp tới đó. rất là thú vị à, nhưng ông mà... Trump cần nhiều tiền thêm nữa anh không, 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 à, tiền, ông dùng cũng tiền. trong nhiều nhiều tiền như thế nào về ông chi phí cho luật sư này chi phí cho tòa án này là vân vân rất uh, chi phí rất là nhiều à. còn bây giờ ông chỗ ba đình chi phí chỉ phí, cho dịch tranh cử thôi anh cái cái thử thách lớn nhất mà ông Trung sẽ phải đương đầu đó, là trong một thời gian rất ngắn nữa thì ngày 11 tháng 7 thì tòa án tại New York sẽ tuyên bố thì ông Murchin sẽ tuyên bố cái bản án cho ông Donald Trump. Cái vấn đề người ta đặt ra là liệu ông có ở tù không và nếu ông ta ở tù thì ở tù bao lâu và sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc đua nó như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy ngày 4 ngày sau thì sẽ cái cuộc mà tranh luận đầu tiên không, 4 ngày sau có sẽ có cái cuộc mà 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 mà, mà, mà đi bấy tranh luận tháng. Không đi bay tháng 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 bốn ngày sau sau tuyên bố mà tội, tội cũng trong mười một tháng bảy à, đại hội là đại hội trung ương đại hội đảng cộng hòa, 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 hòa. liệu ừ. nếu ông nếu vấn đề đặt ra nếu ông trump bị tuyên bố là có tội và đi, 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 đi tù có tội có tội rồi mà nếu cái bản án này có đưa tù á thì liệu trung ương đảng hòa có đề cử một tù nhân có án hình sự ra tranh cử trước tổng thống hay không cái đó là vấn đề rất là lớn anh biết không ừ. Ừ, thì chúng ta chờ xem cái cái, cái, cái đó thì có có, có, bình luận cho anh người xuống Nam thì mặc dù thì cựu tổng thống Trump được bệnh nhân vi phạm vi phạm coi như là hình sự đó nhưng có cả là không phải là rơi vào trong uh, cái, cái đó cái mình uh, 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 tức là chứ đó uh, không phải là tội trầm trọng à, tội trọng không phải là tội phạm quốc người xuống Nam mà khi mà rơi vào trong cái tú trình án 14 hả tức là cái tội phạm quốc á, là không được giữ chức vụ uh, nào Uh, của uh, chính quyền, mà nhưng vẫn có cả là ông vi phạm gì đó không phải là rơi vào trong kỳ tu chính năm mười bốn không phải là tội phạm quốc hoặc là uh, những cái tội nặng mà không được. Uh, là nhưng mà như anh biết cái người Mỹ nó có một số thành phần ở tại miền miền quê họ rất là conservative hoặc không cấp cấp tiến như người thành phố đâu. Cộng hòa nằm phần lớn miền Trung Mỹ ở rất là conservative và rất là bảo thủ biết không? Ừ. Trên nếu mà ông chuẩn bị tù thì có một số khoảng từ 10 đến 30 nó sẽ không đi theo ông ta nữa mà ừ. như vậy thì rất là mệt chưa biết làm sao chờ xem ừ, chờ xem còn cái chuyện gì mà xảy ra là khó nhưng có cái điều thế này anh Nam thường thường những khi ở khi mà một phạm nhân á, đã tuyên bộ phàm tội rồi bây giờ chờ, chờ là tuyên án thì những cái phạm nhân đó là họ biết là ăn năn hối cải hiểu không họ là biệt biết chuyện tức là họ không còn là, là tiếp tục coi uh, như là 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 coi như là mà lý hoặc là hù dọa này cái nọ uh, thì có thể rằng là ông thẩm phản á và bên công tổ á, thì họ có thể dư gì là uh, có thể là những người này họ biết ăn năng hội cãi đâu có thể là họ có một cái bản án tương đối uh, uh, thì ngược lại thì tổng thống trong không có cái tận đỏ là ông vẫn lên án vẫn chửi bởi vẫn là, là 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 đe dọa là vân vân thì không biết rằng là ông thẩm phán mơ chân ông quyết định như thế nào để chờ xem thế nào à. đó, đó ừ, thì rồi. cái đào anh nói cái đào hồi của đảng cộng hòa sắp tới có thể là tháng tới mà thôi mà có thể là diễn ra ở Milwaukee. khâu miêu khi à. thì công tổng thống nói thì... rằng là ô oh, khi mà cựu tổng thống được chào đón trở lại Capitol Hill sau 3 năm rồi khỏi tòa bạch ốc á là sau ngày 6 tháng giêng á thì chỉnh ngay cựu tổng thống Donald Trump nói rằng là ô cái thành phố miêu khi đó là một thành phố rất là khủng khiếp lắm à, à thì khủng khiếp khủng khiếp có nghĩa là trong đó có tội phạm trong đó có lừa đảo trong đó có gian lận vân vân ông nói như vậy À, thì bây giờ khi, mà người ta nói chuyện đó chưa đó nó có đâu ở thành phố bây giờ nếu khi bây giờ thành phố mà sắp sửa để trở thành là làm đại hội mà mà, mà thành phố đó bây giờ à, là tội phạm nó giảm rất là nhiều à thì bây giờ là khi mà người ta hỏi là thì ông chửi ô tôi đâu có nói như vậy đâu nam à, thì bây giờ để nghe này thì khi mà họ có, có nói như vậy á thì ông nói ô đặt những chủ họ biểu chuyện đó make a story là biểu chuyện đặt chuyện đó mà cháu đâu phải tôi đâu đó Ok, sau khi chuyện dịch tranh cử của, của ông, ông nói rằng là tổng thống cựu tổng thống Trump á, đề cập đến vấn đề liêm chỉnh trong bầu cử và tội phạm khi ông được cho là đưa ra nhận xét về cái thành phố là Milwaukee là ba ngày trước khi mà tại cuộc họp với cả các thành viên đảng cộng hòa trong quốc hội đó, thì uh, quý vị thấy rằng là uh, quốc hội đã uh, về đảng cộng hòa là đón tiếp ông rất rất là nồng nhiệt rất là nồng ngào tại Capitol Hill trong thời gian mà ông rời tòa bạch ốc đây là lần đầu tiên ông trở lại đó. đó. rồi thì ông nói rằng là là Milwaukee là một cái thành phố rất là khủng khiếp à, rồi ở trên thứ sâu của, của ông nữa trên cái nền tảng mạng xã hội của ông nữa thì khi người ta hỏi lại khi người ta một sổ mà cho cháu biết rằng là ô cái thành phố miêu khi mà chúng ta sẽ à, tổ chức cái đại hội thành, thành phố phố đâu có chi mà trong trọng đâu khủng khiếp chứ mà ông nói như vậy à, thì khi ông nghe biết như vậy thì ông liền lên cái mạng xã hội của ông là chú sâu sổ thì ông nói rằng ô đảng dân chủ đang bìa đặt những câu chuyện mà à, tôi à, không nói về miêu như vậy Đó. À, tôi đâu có nói đâu là miêu khi là một cái thành phố khủng khiếp đâu À, đây là do đảng dân chủ bìa đặt là host ra mà thôi anh sang nam à. thì một số nhà phân tách và một số nhà theo dõi đặc biệt là các cái chương trình uh, là trường truyền hình của uh, MSNBC, CNN vân vân thì nói rằng đây là họ cho đây là một lời nội dối hoàn toàn sai à nó được gọi là thông tin sai lệch và đó là tất cả những gì họ biết cách họ làm à, thì cựu tổng đốc cựu tổng thống trong nói như thế nào đó thì đây là một lời nói dối hoàn toàn sai là cho về đảng dân chủ ấy. nó được gọi là thông tin sai lệch và đó là tất cả những gì mà phía bên đảng dân chủ họ biết cách họ làm để bôi nhỏ tôi á tổng thống nói vậy tôi đã chọn Milwaukee tôi biết rõ điều đó mà Do đó nó sẽ dẫn đến việc tôi giành chiến thẳng ở Wisconsin nơi có cộng đồng người da đen ủng hộ tôi. Thì làm sao mà tôi nói rằng là khi là một thành phố của là khủng khiếp được thì đây là một sự bìa truyền của đặc truyền bìa truyền của Đảng dân chủ mà thôi. Thưa quý vị thì xin MSNBC, họ họ theo dõi là cái bước chân của cựu tổng thống Trump đi vào Capitol Hill rồi những lời tuyên bố ông đã ghi rõ ràng đó mà những ông cưu tổng lộ trong bây giờ ông chủ như vậy à. rồi bên phe dân chủ lại đưa ra câu chuyện à, ông nói tiếp cho quý vị xin lỗi thì ông nói đây, như phe phe dân chủ là đưa ra một câu chuyện dạ mạo này giống như tất cả những câu chuyện khác à. và những cái câu chuyện như thế này không bao giờ kết thúc đâu rồi à. quý vị đừng để bị họ lừa à. thì nếu như mà ai mà giờ dạ gì nói những điều như vậy với những tiểu bang quan trọng này, à ông ông nói như vậy năm, à。thì quý vị biết rằng là năm à, 2020 thì tổng thí đó là ứng cử viên tổng tổng cho Biden đã giành được là ở Wisconsin hoặc là 21.000 một ngàn phiếu, ở à, đây là một trong những cái tỷ lệ chính lịch lớn nhất à, trên các tiểu bang thời kỳ đó, thì đầu tuần này là phát ngôn nhân của ông Trump là Stephen Chuan à, tuyên bố rằng Trump đang đề cập đến các vấn đề tội phạm và bầu cử gian lận uh, ở thành phố là Milwaukee. Đó, à, thì như phát phát ngôn nhân của ông Trump có khẳng định như vậy nghe như vậy rồi bây giờ ông muốn chối cãi như thường. <laughs> thì uh, thưa quý vị thì đó là những gì mà ông Trump chối cãi. À, rồi uh, phát ngôn nhân của ủy ban quốc gia đảng dân chủ là ad châu cho biết rằng ông trump là ghét mưu khi vì những người dân mưu gấu khi biết chính xác ông trump là ai à, là ông ta đã thua cuộc cách nặng nề vào năm 2020 và những người ở biển ông miêu sẽ biến ông trump là thành là kẻ thất bại trong cuộc chạy đua vào ngày 5 tháng 11 sắp tới đây nữa à, thì à, à, cộng trong thời gian vừa qua thì ung à, ông Trung cộng phát biểu tại hội nghị gọi là hội nghị nhân dân tại cuộc tụ họp của khoảng 2.000 người ủng hộ là gọi là cái chương trình Met American Great Again đó, là MAGA đó, ở là trong cái chương trình gọi là Turning Point Action đó, tổ chức thì bài phát biểu của cựu tổng thống dài khoảng 80 phút trong đó ông hứa sẽ trả lời các câu hỏi khán giả thì nhưng sau đó ông hứa thì hứa, nhưng sau đó thì ông ông không trả lời, ông không thực hiện điều đó. À, thì cái sự kiện này tổ chức ở thành phố Detroit, à, đây là một sự lựa chọn địa điểm mang tính chất khiêu khích một tí, tại vì quý vị biết là ở thành phố này có khoảng là 77% người Mỹ gốc phi, phi châu đó, tức là người da uh, đen đó và phần lớn là họ thuộc về Đảng dân chủ. Và cơ tức là Charlie Kerr. À, thì ông ta nói thế này À, thì gần đây á thì một loạt bình luận à, phân biệt về chủng tộc à, và phân biệt giới tính bao gồm cả tuyên bố à, của ông Donald Trump à, do đó khi mà ông đến đi và các cái thành phố có à, dân số mà da đen lớn á à, thì ông đã à, nói không có đống và trong những thời gian vừa qua Thì ông Donald Trump nói rằng là Những người mà da đen hiện nay Đã ủng hộ cho tôi rất là nhiều rồi đó. Thì ông Khâu nói Thì quý vị đã biết là Trong những buổi rally của ông Donald Trump Thì ông nói rằng Là ông có một số người Là cự tri da đen Và người Latin đó, Là ủng hộ cho tôi Nhưng quý vị thấy Trong những buổi rally ông nói như vậy Thì hoàn toàn thấy người da trắng mà thôi đó. Thì có một cái nhân vật nữa, à, thưa quý vị để nghe thì, thì người này tức là cũng người da đen ở Detroit, à, thì ông này là ai? ông này có tên là Kilpatrick, à, ông ta là cựu thị trưởng đảng dân chủ da đen ở Detroit và ông ta cũng đã được thả ra sau bản 28 năm tù vì tội tham nhũng và được là ông Trung là ân xã vào năm 2021 đó, à, thì ông ta nói thế này. Tôi không bao giờ có thể là có một ngôn từ nào để cảm ơn được tổng thống Donald Trump vì ông ông đã là cứu tôi ra khỏi tù. Đó. Thì như vậy chúng tôi không tôi là không có là một cái từ ngữ nào đủ để cảm ơn ông ta. À, nhưng không phải vì oh. những chuyện đó mà tôi và gia đình tôi là um, bầu cho ông ta để ông ta quay trở lại phòng bầu dục à thì ông ta nói vậy, à, tức là vì không phải vì cá nhân, vì gia đình tôi mang ơn như vậy mà tôi phải bỏ phiếu cho ông ta. trở lại Tòa bầu dục. Đó là ông là một trong những người là gia đen, tức là cựu thị trưởng của đảng dân chủ đi cho như vậy đó. À. Và ông ông nói rằng ông nói tôi tin rằng cuộc bầu cử này mà các vấn đề liên quan đến cá nhân của bộ gia đình đó và mọi người Mỹ thì có thể bỏ qua, Thế là xem vấn đề trọng đại đó là đất nước. À, và quốc gia à, thì thì đó là những gì mà bên bên những người mà bên giờ màu Mau họ nói như vậy á. thì họ nói trong những buổi rally đó thì quý vị thấy rằng là là ông ta nói là cử tri gia đen đã ông hỗ trợ ông ta rất là nhiều nhưng quý vị thấy rằng là ông Trông đã thất vọng thì đám đông trượt mặt của ông khi mà ông nói chuyện á, thì chỉ có người da trắng mà thôi À, thì mặc dù không để ý đến Detroit nhưng Trump đã đưa ra những nhận xét gièm pha tương tự vào ngày thứ bảy vừa qua ở thủ đô một quốc thủ đô một quốc gia đó là Washington DC nơi đó có khoảng 53% người da đen và người Latin đó. À, thì ông ta nói thế này ô oh, là Washington DC là một cái ác mộng giết người và tội ác à, ông ông ta nói vậy à, thì ông ông cảnh báo với du khách nếu như mà đến cái đài tượng niệm Washington và đài tượng niệm Jefferson á thì bạn sẽ nguy cơ sẽ bị giết rồi rồi hay là bạn có nguy cơ sẽ bị bắn hoặc là bạn có nguy cơ bị bị đánh tạ tôi, thưa quý vị đó là những gì mà ông Đô Trump ông là nói như vậy thì thực ra là quý vị thấy rằng là có một, có một số người mà cử tri da đen đó, thì họ nói rằng là ông Donald Trump nhiều cái nói quá À, một số người da đen không ủng hộ cho ông Trump nếu ông Trump nói như vậy á, thì người da đen không còn ngu à, và kém thông minh giống như trước đây nữa đâu à, thưa à, quý vị nếu không biết là anh Nam có chia sẻ vấn đề nào nữa trong cái, cái tin tức đó không anh Nam Rồi thêm một bản tin nữa thưa quý vị, thì, nhưng nếu như mà ai theo ông Trump á, thì cũng tặng gia bài sạm, thân bài danh liệt thì chẳng hạn thì như ông Judy Giuliani là một luật sư rất là nổi tiếng đó, à, ông là một cựu thị trường ở New York nữa thì ông trước đây là ông nổi tiếng quá nổi tiếng đó quý vị là một thứ luật sư giỏi này là một thị trường giỏi này à, thì ông có tài sản này rất là thoải mái này nhưng đến khi mà ông theo ông Trung thì quý vị thấy ra, bây giờ ông tạo ra bài sản thân bại danh liệt như thế nào bây giờ thậm chí rằng là bây giờ tài sản của ông bây giờ là là ông phải, khai phá sản nữa tại vì ông N là 148 triệu mà ông đã được bôi nhỏ và phí bản là hai mẹ con là, uh, gọi là nhân viên phòng phiếu thôi ở chuột đó uh, thì ông ta phí bản ông nói là hai mẹ con này gian lận lấy phiếu của ông Donald Trump bỏ qua cho ông Joe Biden vân vân ở cho đó khi mà trận binh ra tòa rồi uh, thì là người ta chứng minh hai mẹ con của bà này là không có làm điều đó thì ông Judy đã bôi nhỏ và mà lý rồi thì ông đi phải bồi thường cho mà hai mẹ con ít nhất là 148 triệu thì ông không có tiền là ông dự trù là khai phá sáng À, rồi bây giờ cũng có một cái căn hộ ở New York, căn hộ ở Florida. bây giờ ông bảo những căn hộ đó. Thì bây giờ khá phá sản, liệu khá phá sản được hay không đây? thì kiểu như vậy thưa quý vị, cũng tăng gia bài sản. Giống như bà luật sư xin, uh, Powell vậy. Là một luật sư ngon anh vậy chứ. đó thì bây giờ theo ông bây giờ cũng bị đang truy tố ở Georgia mà bây giờ chồng sau đi là bà S. Powell đã kết hợp và đã làm việc với công tố viên và những người điều tra ở xa rồi. Bên cạnh đó là có quý vị còn nhớ ông luật sư Isman tức là một nhà là, là, là kiến tạo một cái 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 đô đồ để mà ông ông trông giữ lại quyền lực á. À, là, là, một tay luật sư nổi tiếng ở, ở Cali mình thôi thì ông này đến bây giờ là cũng là thân đàn mang à, là thân bài danh liệt luôn các à, vị. thì bây giờ để xem thì rằng là ông Alachon à, à này Alachon là, là ai à là, John là một trong lên những nhà truyền thông đó là có tiếng nhất và ông làm tiền rất là nhiều nhất ông cũng nói lão nơi sao đưa ra những cái thông tin bìa đặt rồi thì, À, những cái, cái 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 gọi là ở thông tin không đồng sự thật á, à, thì bây giờ là ông phải trả uh, một số tiền rất là lớn, ông phải nhận lại cái hậu quả của ông à, không nhận tu tội mà còn phải trả tiền bạc nữa, à, bây giờ trả tiền bạc thì ông bây giờ là ông nói hết tiền rồi, bây giờ không có tiền bây giờ ông khai phá sáng, à, bây giờ thì tòa án á, bây giờ nó không phá sáng theo ông chạy lan đó là xu đó. Đó, nhưng quý vị thấy tòa án họ cũng dạy gì họ thấy tòa án, là tài sản của ông Alex Jones cho đó không cho ông khai phá sản mà bắt ông là bảng tất cả những cái tài sản bảng phạt mãi á đó. để mà trả tiền cho người ta quý vị cũng nhớ là năm 2012 á là có cuộc có một vụ nổ súng ở trường học là Sandy Hood á quý vị còn nhớ không? Đó, cái ý chất là 20 học sinh lập một và sáu giáo viên ở Newtown, Connecticut ở thiệt mạng. À, thì khi đó thì ông Alice uh, uh, Alex John thì ông đưa tin tức và nói đây là hành, đây là một, một chuyện bịa đặt mà thôi, à, không có có đâu uh, kiểu như vậy. Rồi uh, các, cái thân nhân của uh, các nạn nhân của các em học sinh đó, đó uh, thì bắt đầu đâm đơn kiện ông này đã đưa ra những cái lời bia đặc, những cái lời nói không đồng sự thật, đó đã làm tổn thương tinh thần họ, họ đã mất con rồi, họ đã buồn rồi mà nghe ông Allison là một trong những cái đạo trưởng thông mà có tầm cỡ đó, ông nói như vậy do đó làm tổn thương họ nhiều hơn nữa. sau đó họ kiện và họ được thắng kiện. cái phán quyết cái vụ kiện đó trị giá khoảng là 1,4 tỷ mỹ kim ở Connecticut và ít nhất là 49 triệu Mỹ Kim ở Texas. À, thì ông Alex John và cái hệ thống truyền thống của ông gọi là Free Speech System à, đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2022. À, thì cách sau đó là 20, 10 năm thì ông xin phá sản. Tại vì ông ông nói đâu. Ông không có tiền là khoảng là 1.5 tỷ Mỹ Kim đó. Cả hai nơi Connecticut và cũng ở Texas đó. Đó. À, thì ông xin phá sản vào năm 2022 thì vấn đề mà xin phá sản như thế nào rồi những người thân họ cháu biết rằng họ bị tổn thương này bởi bởi những cái lời bình luận này họ những đưa tí mà sai là không đúng sự thật của ông Alex John này và hành động của những người mà theo dõi ông ta theo dõi chương trình đó cũng cho đó thì những người này họ đã làm chứng đó. họ biết rằng cái vụ mà nổ súng ở trường học Sandy Hook ở Connecticut là đúng là xảy ra các em học sinh bị bị thiệt mạng và đồng thời một số là thầy cô giáo bị thiệt mạng như vậy là có là đúng hoàn toàn 100%. mà tại sao mà ông Alex John này, ông đưa ra đây là một chuyện bia đặt mà thôi à, cái đó à, những người mà nghe chương trình của ông Alex John, họ họ đứng ra làm chứng và đồng thời một phụ huynh trong số những nạn nhân là các em bị chết đó là cho biết rằng có những người thậm chí là đe dọa là, là nếu như mà 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 họ kiện tổng á à, họ sẽ đau mộ con con của họ lên à, như kiểu như vậy Do đó là cái vị thấy trong thời gian vừa qua là kể từ khi mà thời kỳ cựu tổng đô trông lên đó, thì quý vị thấy là có những người hăm dọa đe dọa vân vân rất là nhiều đó à. Thì mặc dù ông Alex đã thừa nhận rằng vụ nổ súng ở Sandy Hook đã xảy ra và có thật. Nhưng trong cả cái chương trình cái, 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 cái thời kỳ đầu của ông ta, ông ta vẫn nói rằng đảng Dân Chủ và nhà nước ngầm á, đang âm mưu và họ đã bia đặt. À, rồi, rồi những người này đòi đảm cử công ty của tôi nữa và tước bỏ quyền ngôn luận của tôi nữa. À, ông đã ông đã bia đặt ra rồi, rồi ông là khi mà là cơ cơ, cơ quan mà có chức trách á họ chạy vào cuộc á thì ông nói rằng là à, đó bây giờ bên phía Đảng Cộng hòa mà các nhà nước ngầm á bây giờ họ đã bia đặt ra, rồi họ đòi đóng cửa tôi này, rồi họ tước bỏ quyền từ do ngôn luận của tôi này. À, À, rồi là ông cho biết là, là, là có thể là cả các cái gia đình mà của nạn nhân sẽ đi hút này là, đang bị lợi dụng đó, đó, à, ông ta nói như vậy, à, thưa quý vị, thì như vậy thì ông tài sản của à, à, Alexander Jones đó, sẽ được bán ra để tạo một khoản nợ khoảng là một chấm tỷ Mỹ kim, à, và đồng thời cái, tương lai của cái chương trình mà Info của ông á là vẫn chưa chắc chắn không biết là cho, tiếp tục hay là không ở Houston ở Texas, đó, một thẩm phán liên bang hôm thứ sáu đã ra lệnh tức là không có không có khá phá sản mà những cái tài sản của ông Alex John này có phải thanh lý à, tài sản cả cá nhân cá nhân của ông ta và à, cho rằng ông Alex, Alex John là một nhà lý luận âm mưu à, để, và À, là thập phạm liên bang cũng bác bỏ coi như là ông khai phá sản Rồi không được à, Và đồng thời những cái tài sản Của ông đều phải là Là thanh lý à, Thì cái điều này khiến tương lai cho cái nền tảng Là truyền thông Infoworld của ông không biết chắc chắn à, Vì bây giờ là ông nợ Hiện tại cho đến năm 2024 Từ năm 2012 cho đến năm 2024 Là ông chưa thanh toán nợ cho người ta con Nợ khoảng là 1.5 tỷ Mỹ Kim à, vì những tuyên bố sai lầm của ông ta, bia đặt của ông ta rồi là, 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 là cái, cái, cái âm mưu để mà ông kiếm tiền á, đặc biệt một số là người theo dõi những cái âm mưu như vậy á, những người lão như vậy á là, là là ông 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 có, ông có một số lượng là, là thành giả rất là cao lắm, mà khi mà có số lượng thành giả cao thì quý vị thấy rằng là các nhà mà quảng cáo thò nhảy vào á. Thì ông nói rằng là là cái cái vụ nổ trống ở trường tiểu học Sandy Hood á là vụ nổ trống là một trò lừa bịp giống dùng giống giống host giống, giống, giống như là cựu tổng thống Trump là từng nói như vậy ở thẩm phán Christopher uh, Lopez uh, đã không chấp nhận cái khai phá sản của ông Alex John và đưa ra một đề nghị rằng là tất cả các cả, cả các tài sản của ông uh, Alex đó là phải uh, thanh lý tôi gọi là phạt mãi đó uh, và đã bác bỏ cái nỗ lực tái tổ chức của công ty ông ta à, có công ty là free speech system và có trụ sở là ở tại Austin Texas ở à, tức là vẫn đêm mà ông không nỗ lực mà tại tổ chức ông công ty này cũng không không được luôn à, nếu như việc phai của uh, free speech system của ông Alex Jones á, được chuyển thành á, là vấn đề mà thanh lý cái tài sản của ông ta của uh, lý á tức là bác phạt mãi á, để mà lấy tiền mà trả lại cho các nạn nhân á, thì ông Alex John có thể là mất quyền sở hữu công ty này rồi có thể là mất cái tài khoản mạng xã hội của ông ta này rồi cái studio info Austin á, là cũng thể mất luôn này rồi các bản quyền và các tài sản của công ty ông có thể là trắng tay luôn à. thế rồi cái, cái điều này cho thấy rằng là ở khi mà một người nào đó ngoài lão nó bìa đặt nó đưa ra những cái chuyện mà không đúng sự thật thì quý vị thấy rằng là cũng là trắng tay hết thì hiện vẫn chưa rõ ràng điều gì xảy ra với cái hệ thống là free speech system Đó, đây là công ty mẹ của là info mà ông Alex Jones đã xây dựng thành một công ty là kiếm tiền hàng triệu đô la trong 25 năm qua à, thì quý vị thấy cũng giống như Fox News vậy thì họ đưa ra những cái luận điệu uh, mà không động sự thật dối trả uh, tạo ra nhận thuật âm mưu để kéo theo một số độc giả rất là lớn. À, thì ngay cả Fox News cũng bị trả cho cái công ty mà um, sản xuất mấy bộ phiếu. À, thì Fox News cũng đã bị phạt một số tiền rất là lớn rồi. À. 781 triệu. Bao nhiêu anh Năm nhớ không? 781 triệu gần 1 tỷ. À, 7... 748 triệu thế anh. Yeah. Yeah. À, thì như vậy Fox News cũng bị rồi bây giờ, ông Alex Jones cũng bị, Anderson cũng bị một một chậm tỷ à, năm thứ sáu thưa quý vị thì cái vấn đề mà nói chung á, là những vị nào mà ủng hộ ông Trung vẫn theo uh, thuyết uh, coi như là là không động sự thật của ông Trung cường điệu thì quý vị thấy là đầu tạ tặng giá bài sản hệ trưởng á à. thì giáo đoạn luật sư của cả các đảng Hà Nội và đồng thời thẩm phán á, oh, không được là bằng không được là chỉ đó là khá phá sản đâu à, là phải à, là bạn phải thanh lý tất cả tài sản à, theo hồ sơ tài sản thì gần đây nhất á, là trước tòa thì Alex à, John có khoảng là 9 triệu mỹ kim tài sản cá nhân à, mà trong khi đó là đền bù 1.5 tỷ mỹ kim luôn à, theo là Patrick Mawil là giám đốc à, tại cơ cấu à, được tòa án bộ nhiệm để điều hành công ty à, trong thời gian phá sản á, là cái công ty gọi là Free Speech System á, thì công ty này có ít nhất là 44 nhân viên và có khoảng là 6 triệu mỹ kim tiền mặt và có khoảng là 1.2 triệu mỹ kim tài sản là tồn tồn kho. Thì cái số tiền như nào với cái số tiền mà chuyển 9 triệu cả nhân của ông ta nữa. Như vậy thì nếu như một số tiền nó chưa đủ đâu và để phạt mại tất cả toàn bộ à uh, nào là những gì mẫu sự. Thì Alljon và Free Speed System đã nộp đơn xin phả trào vào năm 2012 à, thì nhưng không được thưa quý vị. À, thì à, nói chung à, thì à, những à, là đài truyền hình uh, Fox News cộng với như, như đài truyền thanh của ông Alex Jones, War à, đó là cái cái cái, cái 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 hệ thống free speech system này thưa quý vị này họ đưa ra những cái luận điệu mà không đồng thư thật dạ rồi này kia nọ tới bây giờ phải là uh, bồi thường hết à, chưa kể là ở tù đang khác nữa thì như vậy thưa quý vị thì nói tóm lại thì quý vị nữ như muốn nghe thì tìm những cái, 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 cái đài truyền thanh cũng giống như hệ thống truyền hình nào mà họ có danh tiếng từ lâu họ không không, không, không bán đứng cái danh tiểu ngò thì nên quý vị nên nghe mà lúc này nghe thì cũng dễ dàng lắm nghe thì giữ mình nghe xong mình vào google fact check là mình biết đó là cái tiếng giả tin thật lên, nên bây giờ vẫn cái được với uh, cái Fox News đã bồi thường ít nhất là 748 triệu Mỹ Kim, cùng giống với Alison John đã bồi thường ít nhất là 1.5 tỷ Mỹ Kim như vậy. À, thì như vậy bây giờ các trường hình mà họ uh, nổi dối, nổi láo, hoặc là tin tin bìa đắp hoặc là uh, họ cương nhiều. Thưa quý vị, bây giờ trả giá hết cho anh Ngọc Năm. Anh có gì để chia sẻ nữa không anh? Dạ, yeah, chắc đủ ra nha. Dạ. Thưa quý vị, thì uh, tiếng của ngày hôm nay là như vậy là cũng, cũng quá già lắm rồi. Yeah. Xin uh, chào tạm biệt quý vị uh, nơi đây và hẹn quý vị vào lần tới. Uh, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi nói chuyện sau. Cảm ơn. Yeah chào anh mùi trước em dạ xin chào anh dạ yeah,